Xin chào thầy và các bạn, em tên là Phạm Hương Giang, đến từ lớp y học cổ truyền 46. Hôm nay em xin được nói về vấn đề mất ngủ dưới góc nhìn y học cổ truyền, hay còn gọi là chứng thất miên. Trước hết, chúng ta cùng tìm hiểu về khái niệm của chứng thất miên. Thất miên hay còn gọi là bất muội, biểu hiện là khó vào giấc ngủ, thức giấc thì khó ngủ lại, không ngủ được suốt đêm, thường kèm theo mộng mị nhiều. Trạng thái này là biểu hiện của dương thịnh, âm suy, dương không nhập âm, thần bất thủ xá, tâm thần bất an. Theo tiêu chuẩn chẩn đoán và hiệu quả điều trị các bệnh chứng trung y của Cục Quản lý Trung y Dược Quốc gia Trung Quốc, thì chứng thất miên được chia thành 5 thể lâm sàng như sau. Các thể lâm sàng lần lượt là đàm nhiệt nội nhiễu, can uất hóa hỏa, âm hư hỏa vượng, tâm hư đởm khiếp, tâm tỳ lưỡng hư. Đối với thể can uất hóa hỏa thì đặc điểm của thể này là tâm phiền không thể nào vào giấc, phiền thao dễ nộ, tức ngực, đau hông sườn, đau đầu, mặt đỏ, mắt đỏ, tiểu vàng, lưỡi đỏ, rêu vàng, mạch huyền sát. Tiếp theo ta đến với thể đàm nhiệt nội nhiễu. Đặc điểm của thể này chính là ngủ không ngon giấc, tâm phiền, buồn phiền, chướng căng tức vùng ngực vị quản, miệng đắng đàm nhiều, chóng mặt hoa mắt, lưỡi đỏ, rêu vàng nê, mạch hoạt hoặc là hoạt sát. Đối với thể âm hư hỏa vượng, ta có tâm phiền mất ngủ hoặc lúc ngủ lúc tỉnh, thủ túc tâm nhiệt, chóng mặt ù tai, tâm quý hay quên, lưỡng quyền hồng, chiều nhiệt, miệng khô ít tân, lưỡi đỏ ít rêu, mạch tế sát. Một thể liên quan đến tạng tâm và phủ đởm là thể tâm hư đởm khiếp. Biểu hiện là tối ngủ mơ nhiều, dễ giật mình, tâm quý lo sợ, lưỡi nhạt rêu mỏng, mạch thì huyền tế. Một thể liên quan đến cả tạng tâm và tạng tỳ đó chính là tâm tỳ lưỡng hư, biểu hiện là mơ nhiều, dễ tỉnh giấc hoặc mơ màng không tỉnh táo, tâm quý hay quên, chóng mặt hoa mắt, tinh thần uể oải không có sức lực, sắc mặt thì kém tươi, lưỡi nhạt rêu mỏng, mạch thì tế nhược. Vừa rồi chúng ta đã cùng tìm hiểu về các thể lâm sàng của chứng thất miên hay còn gọi là mất ngủ. Sau đây chúng ta sẽ đến với một số loại thảo dược có tác dụng hỗ trợ điều trị cho chứng thất miên này. Đầu tiên em xin giới thiệu liên tử tâm hay còn gọi là tâm sen, có tác dụng hạ huyết áp thông qua cơ chế là giãn cơ chân thành mạch máu và giảm trở lực huyết quản, giúp phòng chống tích cực rối loạn nhịp tim, ức chế quá trình ngưng tập tiểu cầu, chống oxy hóa và cải thiện tình trạng thiếu máu cơ tim. Theo y học cổ truyền thì tạng tâm sẽ có hai công năng chủ yếu là tâm chủ huyết mạch và tâm tàng thần. Y học cổ truyền có hai chứng bệnh là tâm thần bất yên và tâm thần hư nhược. Điều này ta có thể thấy được rằng với tác dụng can thiệp chủ yếu lên tạng tâm đối với y học cổ truyền hoặc là trên tim đối với y học hiện đại, khả năng an thần và dưỡng tâm của liên tử tâm hoàn toàn có thể chứng minh được. Sau đây, em xin giới thiệu một bài thuốc hỗ trợ điều trị rối loạn giấc ngủ, khó ngủ, tâm phiền, hồi hộp, lo âu có sử dụng liên tử tâm, bao gồm các vị tâm sen 8g, thảo quyết minh 14g, bá tử nhân 12g, đậu đen 12g, cam thảo 6g, dùng sắc uống trong ngày. Cây lạc tiên hay dân gian còn gọi là cây nhãn lồng. Y học cổ truyền nghiên cứu, cây lạc tiên có tính mát, thanh nhiệt tốt. Lạc tiên chứa các hoạt chất như saponin, flavonoid, alkaloid có tác dụng chấn an tinh thần, giảm lo lắng, kích thích ngủ ngon. Sau đây chúng ta sẽ đến với bài thuốc có sử dụng cây lạc tiên, gồm lạc tiên 12g, cam thảo 6g, lá bông nem 2g, hạt sen 12g, táo nhân 10g, lá tre 10g, lá dâu 10g, đem sắc với 600ml nước cho đến khi còn khoảng 200ml nước. Thuốc dùng uống trong ngày hỗ trợ dịu thần kinh, an thần và giúp ngủ ngon. Tiếp theo ta đến với bình vôi. Bình vôi có vị đắng, tính lương, được quy vào kinh can và tỳ, có công dụng trị chứng suy nhược thần kinh, mất ngủ, đau dạ dày, ho nhiều đờm và thường phối hợp được với các vị thuốc khác. Bài thuốc có liên quan đến bình vôi như sau: bình vôi 12g, lạc tiên 12g, bông nem 12g, liên tử tâm 6g, cam thảo 6g, đem sắc uống mỗi ngày một thang, giúp hỗ trợ điều trị giấc ngủ. Phần trình bày của em về mất ngủ dưới góc nhìn y học cổ truyền đến đây là hết. Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.